hình được không? Đấy, xoay này này, thích xoay nào xoay. Được chưa? Xoay hình nhá. Ừ, phải cho Mỗi một cancel. cái hình xong luôn. Mình chèn mẫu ở đây để mình quản lý cái dập cho nó tốt thôi. Hình giống không? Và nếu như bạn nào muốn quan tâm tới cái form gốc chuẩn dập đầm, body và form suông các bạn nhé. Tuy nhiên là cái dập này thì Quang Hà đã cập nhật lại rồi, công thức mới hoàn toàn. Và đây là cái công thức chuẩn. Hiện tại Quang Hà cũng đang sử dụng cái dập này để phát triển cho nhiều thương hiệu và cũng đang là cái giảng bài cho học viên các bạn nhé. Và dập này thì các bạn có thể sử dụng để phát triển sang đầm thời trang hay là những form áo kiều các bạn nhé. Đây, bài này cũng vậy, cũng là cái phát triển cho anh học viên áo kiểu này, hoặc là đầm này cũng vậy, hoặc là cái áo vest các bạn nhé, áo cổ vest thì các bạn cũng có thể sử dụng từ cái dập gốc form chuẩn này để các bạn phát triển ra các bạn nhé. Nó có thể phát triển được tất cả từ áo kiểu đầm, áo vest các bạn nhé. Nó có form cơ bản này là form đi vai và form suông. Các bạn lấy form nào thì bạn có thể nhắn tin qua số điện thoại Quang Hà để trên màn hình. Các bạn có thể lấy một size hoặc là các bạn lấy full size các bạn nhé. Bạn có thể lấy full size. Đấy, nếu như bạn nào sử dụng phần mềm thì Quang Hà có thể gửi file cho các bạn cho nó tiện. Còn nếu như bạn nào mà phát triển bằng dập tay thì Quang Hà sẽ cắt dập giấy và ship cho các bạn nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ để mua cái dập áo dài, các loại áo dài truyền thống, áo giam sút các bạn nhé. Sản phẩm dập chuẩn có giam sút đấy. Còn nếu như bạn nào có quan tâm tới cái khóa học để các bạn có thể là áp dụng vào để cắt cái thông số theo ý của các bạn thì các bạn có thể mở cái trình duyệt Google Chrome này lên. Thì ở tại cái thanh tìm kiếm này các bạn nhập cho Quang Hà là dạy kế dập.vn các bạn nhé. Thì nó sẽ hiện ra cái trang web để học online. Thì tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đưa con trỏ chuột lên ở cái menu là các khóa học này. Nó sẽ hiện ra cho các bạn các danh mục từ là mua các form gốc dập chuẩn này, hoặc là các khóa học online hàng nữ hay là hàng nam, hay là các khóa học trên máy tính, thì các bạn có thể bấm vào để các bạn có thể tìm hiểu cái khóa học nó phù hợp với mình. Ví dụ như là khóa học thiết kế quần nữ này, hoặc là học thiết kế đầm cơ bản form chuẩn, hoặc là học thiết kế giam sút form chuẩn. Bạn ví dụ như là bạn muốn tìm về cái khóa thiết kế giam sút thì các bạn có thể bấm vào cái thông tin khóa học ở đây. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái thông tin ở đây. Ví dụ như là tổng video này, cái giá này, bạn có thể liên hệ với số điện thoại này. Thì ở dưới này Quang Hà đã chia nhỏ cái bài tập ra cho các bạn từng phần một để các bạn có thể dễ dàng thực hiện theo các bạn nhé. Và nếu như bạn trước khi tham gia, các bạn có thể bấm vào xem những cái video học thử này để xem các bài giảng chúng ta có dễ hiểu hay không, hay là còn khúc mắc gì trước khi các bạn đăng ký nhé. Ok, và chúng ta quay trở lại cái bài tập của chúng ta. Cái hình này chèn vào làm sao để cho nó full này. Nhập kích thước. Kéo kéo ra cái hình không? À đây. Chèn hình vào thế đây. X thì sẽ là 40 chẳng hạn, Y là 55 chẳng hạn. Đâu? Rồi chèn vào nhá. Hoặc là mình cho vuông đều được, làm được nhá. Chèn hình đúng không? Chọn một cái hình ở download đi. Chúng ta sẽ chọn hình là gì đây? Ở đây không có hình nào à? Desktop đi. Hình là hình gì? Hình cô gái này chẳng hạn. Bấm open. Ừ. Bấm ok. Hai là nhập chiều cao. Y agarit là nhập chiều rộng. Đấy. Nên cái hình nó đang vuông, nó không có kéo cân đối được. Tại vì đây. Create này. Place image. Được không? Place image ngoài cùng á. Anh nhớ là cái tắt giữa cái cái cửa giữa. Tạo hình đúng không? Không thì lát mình di chuyển hình cũng Cái được. cối to đi ạ. Di chuyển hình được mà. Nhưng mà nên tích ở giữa thì nó phải chỉnh sửa nhiều thôi. Rồi, xem cái thằng hình nào. Đây, ví dụ hình dọc của cô bé này đi ha. Cô bé mặc đầm đầm đen này. Chọn đúng hình chưa? Bấm Open. Bấm OK. Nhớ nhập cái khung hình của mình này. Cao này. Rộng này. Đấy. Được không? Hầu thì sẽ ra cái kết quả tương đối như cái khung của mình, bởi vì mình nhập giá trị rồi.
nhiệm kích thước à? Nhập được 700 kéo cũng được. Nhập xong là kéo hình hay là kéo khung đều được, em kéo cái này cũng được. Ví dụ như vậy. Kéo cái này cũng được. Hoặc em không muốn kéo cái này, em muốn kéo hình di chuyển lên trên thì là vào modify mà bấm vào move. Move là di chuyển hình. Đấy, này di chuyển hình này. Đấy như này. Còn nếu như em bấm vào số test là xoay hình, được không? Đấy, xoay này này, thích xoay nào xoay. Được chưa? Xoay hình nhá. Phải cho cancel. Mình chèn mẫu ở đây để mình quản lý cái dập cho nó tốt thôi. Hình giống không? Mốt về ví dụ như mẹ tự dưng hỏi mẫu nào mình bấm ở đây cái mình biết nó là mẫu gì, ví dụ như vậy ha. Mình chỉ cần bấm ở đây em biết là nó là cái hình mẫu này. Được chưa?